Hello, xin chào quý các bạn đang quay trở lại với kênh Biên Hòa City. Hiện tại bây giờ Phú đang có mặt tại đường Phạm Văn Thuận, cái hướng từ ngã ba Tam Hiệp đi vào trung tâm thành phố Biên Hòa quý vị. Hôm nay là ngày 14 tháng 4 năm 2021. Phú đang lang thang ở khu vực bên này, quay video chia sẻ quý vị. Quý vị xa nhà, xa quê hương, xem video cho đỡ nhớ. Bây giờ là khoảng 8 giờ, hơn 8 giờ sáng quý vị. Thì thể theo yêu cầu của một số cô chú anh chị có nhờ Phú là qua bên này quay lại quán phở 531, cũng như là cái tiệm lốp xe Năm Khương thuộc phường Tân Mai này. Nên là hôm nay Phú đi qua bên này quay video cho quý vị xem. Cái hướng này chúng ta đi về Biên Hòa nhé. Thì để Phú quay đầu lại, quay đầu lại để đi qua đường, đi về hướng Tân Mai quý vị. Khúc này là nó gần ngay chỗ phường Thống Nhất rồi. Đây quý vị, Phú sẽ quay đầu lại ha. Đấy, quay đầu lại thì ngay khúc chỗ này chúng ta đi là nó thuộc khu phố 6 của phường Tân Mai. Quán phở 531. Đây quý vị ơi, tới đây rồi. Quán phở này là một quán phở cũng khá là lâu đời rồi đó, chứ không phải là mới có đây đâu. Đây quý vị này, phở bò 531, tái nệm gầu bò viên. Đây, Phú sẽ đi vào đây nha. Cho em tô tái bò viên nha. Yeah. Tô lớn luôn đi nha. Hello quý vị, đây là tô phở tái bò viên vừa mới gọi ra này quý vị. Đây là tô lớn ha. Đây chúng ta có tô phở rất là ngon, hấp dẫn. Đây quý vị, có bò tái này, bò viên quý vị. Đó, rất là ngon. Bên này có một đĩa giá trúc ha. Rồi, rau thơm cũng đã có ở đây. Gia vị anh chúng ta cho vô nha. Rồi, mời quý vị ăn sáng nha, mời chị. Rồi, bỏ miếng giá trục vào. Ớt tươi quý vị, cay cay nó phê. Này quý vị nhìn hấp dẫn không? Bốc khói luôn nè. Này ăn thử miếng nha. Nước đậm đà. Bỏ tái. Ừ.
ăn được miếng bò viên quý vị. Chấm tương. Cái quán này là nó nằm sát với lại đường Phạm Văn Thuận quý vị. Cái hướng chúng ta đi là từ hướng Biên Hòa đi ra cái bà Tam Hiệp quý vị nhé. Chào quý vị, nhìn tô phở hấp dẫn không? Vừa ăn đậm đà. Bò viên luôn.
đây không chị ơi? Rồi. Tính tiền em luôn chị ơi. 45 hả chị ạ? À, chị ơi, em dân du lịch đường phố, xin chị cho em quay quán phở được không? Hỏi em. Chú cho con xin phép quay quán phở được chưa? Cháu dân du lịch đường phố mà. Quay chứ mà. Dạ. Đang bận lắm, không ai làm được nhé. Dạ dạ. Không ai tiếp được nữa không? Không, em quay sơ cái thôi mà. Dạ dạ dạ, cảm ơn. Dạ dạ dạ. Hello quý vị, từ quán phở Phú lại tiếp tục cái chặng đường cái đường Phạm Văn Thuận. Quay video quý vị xem. Thì đây chính là cái tiệm vỏ xe Năm Khương đây quý vị. Đấy, chỗ này nó sát quá, để Phú chạy Phú quay đầu lại. Quay cho quý vị xem cho dễ nha. Phú lên ngay chỗ cái cầu vạt này, quay đầu lại. Đây, chờ chút xíu quay đầu lại quý vị. Ok quý vị, Phú quay đầu lại, Phú đứng ở bên này. Quay cho quý vị xem tiệm lốp xe Năm Khương nằm bên phía bên kia. Đấy, quý vị có thể thấy bên kia kìa. Năm Khương, ở bên này thì có một cái tiệm là Tân Năm Khương ở đây. Còn sát bên kia là Năm Khương. Thấy không? Quay cho quý vị xem như vậy. Lên đây đi, quay cho nó dễ nha. Bên hướng bên kia quý vị thấy là cái tiệm lốp xe Năm Khương đó. Tại vì đứng bên đó nó sát quá không quay được. Đứng bên này quay cho quý vị xem cho dễ. Rồi, Phú lại tiếp tục cái chặng đường nha. Đây quý vị. Năm Khương nè. Đấy. Rồi, Phú sẽ tiếp tục cái chặng đường. Bên này quay quý vị xem. Thì ở ngay chỗ này là nó gần với lại nhà thờ giáo xứ Tân Lộc này. Phú sẽ đi vào đây luôn. Cho quý vị coi lại cái khu giáo xứ Tân Lộc luôn nha. Ở đây quý vị. Đây là cái hẻm đi vào bên trong nhà thờ giáo xứ Tân Lộc. Cái này là hướng cái đài Chú Kitô vua. Đây quý vị. Đấy, đài Chú Kitô vua. Rất là đẹp quý vị ha. Đấy, bên phía này là nhà thờ. Rồi, tôi sẽ đi tiếp cái hẻm này nhé. Thì quán phở 531 người ta không cho quay phim quý vị. Người ta không cho quay phim nên là Phú không có quay được. Những cái cảnh bên ngoài chỉ có cái cảnh là Phú ngồi Phú ăn thôi. Người ta không có cho quay bất cứ chỗ nào hết á. Nên là Phú cũng không có quay được chung quanh cái quán nó như thế nào. Chỉ có quay được một mình cái mặt của Phú và cái tô phở của Phú thôi. Những cái nơi người ta không cho quay phim thì Phú đành phải quay như vậy thôi quý vị. Thì quý vị cũng đừng có buồn nhá. Tại vì lâu lâu đi quay cho quý vị xem, để quý vị xem cho đỡ nhớ mà quý vị không xem được. Thì thôi quý vị chịu khó nhìn Phú ăn đỡ đi. Sau này quý vị có trở về Biên Hòa thì quý vị ghé quý vị ăn ha. Nói chung là phở ăn cũng ok quý vị. Tô đó là tô size lớn 45.000. Còn tô size nhỏ Phú thấy cái chị ngồi đối diện chị ăn thì 35.000. Nhưng mà cũng không có... nhỏ hơn bao nhiêu quý vị. Đấy. Hôm qua tới cái chỗ này là nó là cái chợ nhỏ của phường Tân Mai, cái chỗ này. Đấy. Cái chợ này là nó nối dài qua bên tới đường 4, đường 5 luôn. Chỗ này là thuộc khu phố 2 của phường Tân Mai quý vị nhá. Lang thang ở khúc chỗ này quay quý vị xem. Ăn tô phở nóng quá đổ hết mồ hôi luôn quý vị ơi. Phở 531.
và cái tiệm lốp xe Năm Khương gửi đến quý vị, xa nhà xa quê hương xem cho đỡ nhớ. Đây, bây giờ Phú lại tiếp tục cái chặng đường đi thẳng, cái này là chúng ta qua cái đường Phan Trung hay còn gọi là cái đường Năm Cũ quý vị nhá. Đây, chợ nhỏ này, chợ nhỏ khúc này bán trái cây không. À, ta ra đây là chúng ta ra tới cái đường Năm Cũ là cái đường Phan Trung này. Rồi thì sáng ngày hôm nay đưa quý vị các bạn đi một góc thuộc phường Tân Mai. Thể theo yêu cầu của số cô chú anh chị nhờ Phú là quay lại cái quán phở 531 xem bây giờ như thế nào, cùng với lại cái tiệm lốp xe Năm Khương. Thì đến đây Phú xin được tạm dừng cái video này ở đây. Rất cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị các bạn vào những video tiếp theo. Mến chúc quý vị các bạn được nhiều sức khỏe và mọi sự bình an quý vị nhé.